mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Rắn Hổ Chúa tu và ăn chay ở Sơn La. Một con rắn hổ chúa dài tới 4 mét đen xì bỗng dưng tìm đến ở tại nhà dân ở xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La. Đến Thuận Châu hỏi nhà ông Hùng ai cũng biết, thậm chí nhiều người sau khi đã vẽ đường rõ ràng còn tận tình dặn chúng tôi nhớ mua hương hoa vào dâng bà chúa rắn. Vòng vèo mãi thì chúng tôi cũng tìm được nhà người đàn ông bỗng dưng nổi tiếng ấy. Biết chúng tôi là nhà báo, anh Hùng mừng ra mặt. Theo ông Hùng, thời gian này còn đỡ, chứ trước đây có ngày gia đình ông phải tiếp đến cả mấy trăm người. Họ kéo từ khắp mọi nơi, người đến để cầu cúng, người thì bởi hiếu kỳ muốn được tận mắt thấy rắn chúa khổng lồ. Tại nhà ông Hùng hôm đó, chúng tôi có gặp mấy người ở Mãi Than Uyên, Lai Châu lặn lội xuống thăm bà rắn. Trong nhóm người đó có chị Lò Thị Thoan đã vượt 200 km đường rừng xuống. Theo quan sát của chúng tôi, miếu nơi bà chúa đang ngự nằm ngay trong sân nhà ông Hùng. Người dân tự đặt bát nhang, hương hoa la liệt, khói hương nghi ngút cả một góc sân. Chờ khi mọi người về vãn, ông Hùng mới tĩnh tâm kể lại quá trình bà rắn đến cư ngụ tại nhà mình. Đó là chuyện rất khó tin các anh ạ. Chính bởi khó lý giải nên tôi mới lập miếu làm nơi ở cho bà rắn này. Ông Hùng bắt đầu câu chuyện. Theo đó thì cách đây vài năm, vợ chồng ông chuyển về khu đất ven suối Muội để làm ăn buôn bán. Năm 2011, ông quyết định mở nhà hàng ăn uống trên nền đất mà mình khai phá. Đến giờ, ông Hùng vẫn nhớ như in chuyện xảy ra cách đây đúng một năm trời. Hôm đó, chừng 3 giờ chiều, ngày 17 tháng 3 năm 2011 âm lịch, khi anh em công nhân chuẩn bị hạ thổ xây quán, thì bỗng em gái ông hét lớn: "Anh Hùng ơi, rắn, nhà mình có con rắn to lắm." Nhìn cô em gái mặt mày xám ngoét, ông Hùng vội chạy về phía gốc sung gần bờ suối, nơi em mình đứng như trời trồng. Nhìn theo hướng tay chỉ của cô, ông Hùng giật mình kinh hãi. Trước mắt ông là con rắn hổ mang to cỡ cổ chân người đang chậm chậm bò vào trong đống củi. Vài giây sau, khi đã hoàn hồn, theo phản xạ, ông vớ cây gậy ở gần đó chẹn vào lưng con vật khổng lồ gớm ghiếc ấy. Vốn là người ở rừng nên ông Hùng có nhiều kinh nghiệm bắt rắn. Ông tin rằng khi bị chẹn giữa lưng thì con rắn dù mạnh mẽ tới đâu sẽ thành vật vô hại. Thế nhưng không ngờ, dù đã dùng hết sức ấn cây gãy xuống mà con rắn vẫn cố trườn đi. Thấy đối phương chạy trốn, ông vừa hò hét người vừa cố đi theo. Tuy nhiên, việc đó khiến con rắn nổi điên, và chỉ trong chớp mắt, ông toát mồ hôi khi thấy trước mặt mình là chiếc đầu con quái thú bạnh to cỡ cái quạt nan đang nhe nanh, nhe vuốt hăm dọa. Khi đó, bởi quá sợ hãi, ông đã bất động và chờ đợi đòn trả đũa sẽ cướp đi tính mạng của mình. Nhìn cảnh tượng kinh hãi đó, những người có mặt đều toát mồ hôi, nín thở theo dõi. Thế nhưng kỳ lạ, con rắn cứ bạnh cổ lè lưỡi, đu đưa trước mặt ông chứ không động thủ. Ông Hùng cũng không dám nhúc nhích. Lạ kỳ thay, con rắn bỗng từ từ hạ độ cao, rồi khoanh tròn và nằm ngoan ngoãn. Nhìn quái thú bỗng dưng hiền từ, đám thợ đang làm việc ở nhà ông cũng mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc. Thấy con rắn đã nằm im, lấy hết can đảm bằng một động tác rất chuyên nghiệp, ông Hùng đã lần tìm đuôi rắn và nhẹ nhàng túm lấy. Khi rắn đã nằm yên trong bao, ông Hùng và mọi người mừng rỡ, cân thử chiến lợi phẩm mà mình vừa bắt được, kim cân đồng hồ chỉ 4,2 kg. Khi ấy, mấy người thảo về loài vật này đều khẳng định đó là rắn hổ chúa, và chỉ cần dính một chút xíu độc của con rắn này thì đến voi cũng chết bất đắc kỳ tử. Nghe mọi người nói thế, ông Hùng thấy lạnh sống lưng. Ông Hùng kể, khi đó cánh thợ cứ đòi làm thịt mãng xà, nghĩ đến món thịt rắn thơm ngon ông cũng khoái lắm, nhưng lại thôi. Sống ở rừng nhiều năm, ông biết nếu ai giết rắn hổ mang chúa thì thường gặp những chuyện không may. Nghĩ thế, ông vội báo với chính quyền địa phương và kiểm lâm huyện. Các cơ quan đó đã quyết định cùng ông thả mãng xà đó vào rừng. Ông Hùng kể, hôm thả rắn, ông trịnh trọng sắm sửa hẳn cái lễ gồm gạo, muối, hương, hoa, tiền vàng để cúng thần rừng, mong thần rừng hãy tiếp nhận đứa con lạc loài của mình. Địa điểm ông thả con rắn là cánh rừng trước mặt, cách nhà ông chừng 2 km. Tưởng như chuyện chỉ có vậy, nhưng đúng một năm sau, lại là ngày 13 tháng 3 năm 2012 âm lịch. Nhà ông Hùng tổ chức khánh thành nhà hàng, quan khách bà con ở khắp nơi nô nức đến chúc mừng. Cũng đúng tầm 3 giờ chiều, mọi người trong nhà lại được phen tá hỏa khi người nhà ông Hùng phát hiện con rắn khổng lồ đang cuộn tròn trong góc bếp. Vội vàng chạy xuống, ông Hùng đã giật mình khi nhìn thấy con rắn này,
có hình dáng y hệt mãng xà mà mình thả đi năm ngoái. Thấy con rắn nằm im thinh thích, ông Hùng và mọi người đã dậm chân, vỗ tay, thậm chí dùng cả gậy gộc xua đuổi, nhưng con rắn vẫn bất động. Có người mách bảo, chắc là rắn thiên rắn thần, nên đừng có ai dạy mà lấy bạo lực để xua đuổi, đánh đập. Nghe mọi người nói vậy, ông Hùng vội vàng đốt mấy nén hương, cắm ở gần nơi rắn nằm và lẩm nhẩm cầu khấn. Nếu ông đúng là ông rắn năm ngoái đã đến với gia đình chúng con thật, thì ông hãy nằm gọn vào một chỗ, kẻo mọi người đánh phải. Lạ thay, ông Hùng vừa dứt lời, thì rắn từ từ trườn lên cột bếp, rồi sang nhà và khoanh thành bảy vòng. Nó cứ nằm im một chỗ, mặc lũ chó nhà sủa ầm ĩ. Ông Hùng kể, sau khi khách tan, vào nhà ông vẫn thấy nó đánh đu trên hiên nhà mình. Lúc đó quan sát kỹ ông thấy, nó đúng là con rắn năm ngoái mà ông đã thả. Sau này, khi đưa con rắn đó vào nơi ở mới, ông tranh thủ cân đo lại. So với năm ngoái, mãng xà đó nặng hơn gần 1 kg, tức khoảng 5 kg, và dài hơn 4 mét. Đầu có hình chữ thập màu vàng, thân đen, cách 7 cm, lại có một vòng nhỏ màu trắng. Lần thứ hai bà rắn về nhà ông Hùng khiến gia đình ông Hùng vô cùng bất ngờ. Vốn là người làm ăn buôn bán, nên ông Hùng tin rằng có thể đây là một điềm lành. Miếu cho bà rắn ở được xây giữa thế tựa sơn đạp thủy, nên ông Hùng rất ưng ý. Ngày đầu chuyển nhà mới, ngài có vẻ ưng ý lắm. Ông Hùng kể, sở dĩ ông và mọi người phát hiện ra ngài là bà rắn, bởi vì một lần đứng xem ngài tắm, mọi người thấy xung quanh bà có 4 con rắn con giống ngài y tạc. Mỗi con to bằng ngón tay, dài khoảng gần 1 mét. Và từ đó, ai cũng tôn kính gọi ngài là bà rắn hay bà chúa rắn. Theo ông Hùng thì từ khi cho bà rắn định cư ở nhà mình, vợ chồng ông đã phát hiện ra bà có nhiều đặc tính rất đổi lạ lùng. Chẳng là sợ bà đói, ông thả 2 con cóc, 3 con chuột và 3 con rắn khác vào cho bà ăn. Lạ thay, bà chẳng động đến món nào. Sau mấy ngày ông mở cửa miếu, 3 chú rắn kia bò đi, riêng lũ chuột và cóc ở lại. Bà rắn coi chúng như bạn vậy. Hằng ngày, bà đẩy con cóc và chú chuột lên nóc miếu vui đùa. Chú chuột thoải mái chạy trên lưng, bà còn gói đầu vào chú cóc ngủ ngon lành, trước sự ngỡ ngàng của mọi người chứng kiến. Ha ha ha, 问什么的说呵。